34 tuổi và công việc của chị là diễn viên tự do, nên là chị phải cần rất nhiều những cái bộ trang phục đa dạng phong cách khác nhau. Trước đây khi mà chị chưa biết đến media ấy, thì chị đã cũng lựa chọn rất nhiều những cái hãng khác. Tuy nhiên là nó chưa che được những cái khuyết điểm ở cái vùng, ví dụ như là bụng này của chị sau sinh rất là nhiều những cái mỡ thừa ở vùng bụng và cái vùng bắp tay khá là to. Và chị biết đến media thì cách đây khoảng hơn 1 năm rồi. Và từ khi mà biết đến media thì chị rất là hài lòng với những cái bộ trang phục. Thứ nhất là nó che được những cái khuyết điểm trên cơ thể của chị, bắp tay này, nhìn nó gọn được hàng hơn, và cái vùng mỡ thừa ở cái vùng bụng này, này nó nhìn trông như kiểu là nó biến đi đâu mất ý. Hơn thế nữa là cái chất liệu ở cái trang phục này thì nó khá là mềm mại và dễ chịu. Khi mà chị mặc lên người thì cảm giác rất là thoải mái. Và đặc biệt là những cái form váy ấy, nó rất là sang trọng và lịch sự. Nên là chị rất là hài lòng với những cái sản phẩm của Media. Và họa hoàn lắm khi mà chị thích những cái mẫu thiết kế khác mà trong Media không có thì chị mới phải ra ngoài mua thôi. Còn đâu là chị hầu hết là mua rất nhiều những cái bộ trang phục tại Media. Và chị cảm thấy rất hài lòng những cái bộ trang phục ở đây.